Xin mến chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn phương pháp xử lý nhãn Indo cho ra hoa. Phương pháp này là rất phổ biến, được bà con ở khu vực mình xử lý rất là nhiều và cho hiệu quả rất là cao, ra hoa rất là đều quý anh chị và các bạn. Thì sau khi mình cắt tỉa tạo dáng cho cây thì khoảng từ 35 đến 40 ngày thì cái nhãn sẽ xuất hiện cái đọt thứ ba, nó được như vậy nè quý anh chị và các bạn. Đây là vườn nhãn cắt tỉa tạo dáng được khoảng 36 ngày. Rồi khi cái nhãn được như vậy thì mình dùng MKB nha quý anh chị và các bạn, liều lượng là từ 80 đến 100 g cho một bình 25 lít nha quý anh chị và các bạn. Mình tưới MKB để giúp cho lá đọt nó và nhanh hơn, như nó đều hơn để mình chuẩn bị mình xử lý gốc luôn anh chị các bạn. Thì sau khi phun MKB xong thì mình tiến hành mình dọn cỏ xung quanh gốc nha quý anh chị và các bạn. Mình tiến hành mình dọn cỏ hay dọn rác hay là lá xung quanh gốc nó thông thoáng như vậy để mình chuẩn bị mình đổ thuốc mình xử lý nó quý anh chị và các bạn. Mình dọn sạch sẽ thông thoáng như vậy rồi khi mình đổ thuốc xử lý sẽ dễ hơn quý anh chị các bạn, thuốc nó sẽ dễ ngấm hơn và nó ngấm đều hơn. Sau khi mình phun thuốc được từ 5 đến 7 ngày và mình dọn cỏ xung quanh gốc xong thì mình tiến hành mình tưới nước khoảng trước khi mình xử lý khoảng 1 đến 2 ngày để tạo độ ẩm cho đất nha quý anh chị các bạn. Thì tiếp theo thì mình dùng KClO3 khoảng trừ 500 g cho 50 lít nước. Theo liều lượng đó quý anh chị có thể tăng hoặc giảm lượng phân và lượng nước theo số lượng diện tích hoặc là số lượng cây nha quý anh chị và các bạn. Sau khi mình đổ thuốc xong thì mình cũng tiến hành mình tưới nước để mình giữ độ ẩm cho đất vài ngày nha quý anh chị và các bạn, để giúp cho thuốc nó dễ ngấm vào rễ cây hơn nha quý anh chị và các bạn. Thì sau khi xử lý từ 25 đến 30 ngày thì cây bắt đầu bật mầm và cho ra hoa nha quý anh chị và các bạn. Cũng tùy theo thời tiết, mưa hoặc nắng mà cây có thể ra hoa nhanh hơn hoặc là chậm hơn. Nếu muốn cho cây nhãn nó Indo nó ra hoa được nhanh hơn, bông nó dài hơn, sau này quả nó đậu nhiều hơn thì trước khi ra hoa quý anh chị có thể phun bổ sung thêm một số loại phân bón để mình kích bông hoặc là mình tăng ra hoa đậu quả, như là Atonit HQ101 hay là F94 của anh chị và các bạn. Đây là vườn nhãn xử lý cho ra hoa được trên 40 ngày nữa quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn có thể thấy là nó ra hoa rất là đều. Bông vàng tươi luôn quý anh chị và các bạn. Nó đã nở rộ rồi đó quý anh chị và các bạn.